nè tim Bắc Tuân. Với thiết bị đặc biệt này, ta có thể tăng nhiệt độ trung bình lên đến 2000 độ C. Ngươi biết để làm gì không? Tôi hiểu rồi ông chủ. Tôi thấy ý này của ông cũng hay đó chứ ha. Ông tăng nhiệt độ của thành phố lên để bán được máy lạnh. Nhưng mà ông chủ ơi, tôi sẽ đi bán kem nha. Tại tôi thích ăn kem lắm á. Câm miệng lại đi cái thằng ngốc này. Ta sẽ buộc nó dưới ngay chân núi lửa Pusatkan. Chỉ cần 1100 độ C nữa thôi thì núi lửa sẽ được phun trào. Chúng ta sẽ cho khu vực đó tăng lên hẳn 2000 độ C. Vậy thì núi lửa sẽ lập tức phun trào mà không cần phải chờ đợi gì nữa. Như vậy, toàn bộ thành phố Pusatkan này sẽ bị phá hủy và biến thành đống tro tàn chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng mà vẫn chưa hết đâu. Cả cái thằng nhóc Vía đó cũng sẽ tan biến luôn. Mèo, ông đúng là ông chủ thiên tài, siêu sao siêu nhân thiên tài luôn. Nói đúng ông chủ ơi, nói đúng lắm luôn á ngang. Đây nè, nhìn ngọn núi lửa này đi. Nó ở ngay phía sau khu sách gan. Công việc của ngươi là phải đi vào đường hầm này và đặt thiết bị được ta cài đặt sẵn vào đó. Ông chủ, nhiệt độ đang tăng dần lên luôn rồi nè. Chắc là máy lạnh của chúng ta lại bị hư nữa rồi. Không phải do máy lạnh hư đâu ông chủ ơi. Tôi chắc chắn không biết là thiết bị mà ông làm ra nó có hoạt động tốt như ông quảng cáo không. Nếu đúng á thì căn cứ chúng ta sẽ nóng lên. Bởi vậy cho nên tôi đã lấy bật công tắc của thiết bị tăng nhiệt độ lên đó ông chủ. Ngươi làm cái gì vậy hả? Tìm bắt tôi. Ngay dưới ngọn núi lửa, rồi có nhớ bật thiết bị làm nóng lên hay không đó? Tôi đã bật rồi ông chủ ơi. Ông cũng biết tôi rồi đó. Tôi không bao giờ làm sai cái gì hết đó nghe. Tới lần của tôi nha. Hay da. Ai đánh tôi vậy hả? Đứa nào chơi mấy cái trò gì vậy hả? Chơi cái trò gì vậy hả? Trời ơi, có hơi nước bốc lên từ ngọn núi lửa kìa. Nếu mà ngọn núi lửa này phun trào thì toàn bộ thành phố sẽ bị phá hủy. Trời ơi, mình phải về chọn đồ đi chỗ khác mới được. Mẹ Bun Ti ơi, chạy đi chạy lớn, chạy xuống để cách đông liền ngọn núi lửa này lại ngay đi. Bấm ba la si bồ cà na si mũi cậu sẽ vô, tôi sẽ vào, si ba si bấm. Mọi người nhìn kìa, tự nhiên ngọn núi lửa lại được thắt cái nơ như vậy. Không biết đây là ma thuật gì đó. Thu hồi phép thuật đó đi Gintu, làm cho mọi thứ trở lại bình thường như lúc trước vậy đó. Cậu chẳng bao giờ hài lòng với thành quả của tôi hết. Tôi đã gói quà đẹp như vậy rồi còn gì. Cả ngàn năm qua làm gì có ngọn núi nào xung quanh đây bị phun trào đâu ta. Không biết là có chuyện gì đang xảy ra nữa đây. Tôi phải kiểm tra chút mới được. Tôi sẽ quay lại ngay. Vía cẩn thận đó. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Bật tầm nhìn X quang. Bật tầm nhìn X quang. Ông nội ơi, con vừa phát hiện ra được là có một thiết bị nhỏ đang nằm ngay ở phía dưới núi lửa. Con sẽ gửi hình của nó qua ngay cho ông kiểm tra. Thì à, ông khẳng định chính thiết bị này đã đột ngột làm tăng nhiệt độ bên trong lòng đất. Đây chắc chắn lại là trò của Mars. Con mau tìm cách tiếp cận nó đi. Trời ơi, xe buýt chết máy rồi. Phải tìm cách đưa tụi nhỏ ra khỏi đây thôi. Xuống xe rồi chạy đi tìm chỗ núp nhanh lên mấy đứa ơi. Tảng đá to sắp rơi xuống rồi. À.
rồi sẽ khoan xuống dưới lòng núi lửa rồi tới đó xem tình hình như thế nào quá. Được đó Bia. Chuột Bun, đi thôi, chúng ta cũng đi giúp Bia một tay đi. Trang phục máy khoan. Trang phục máy khoan. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trong cuộc đời của nó. Ông chủ ơi, nếu như tăng nhiệt độ của máy làm nóng lên mức tối đa thì Bia sẽ càng tiêu đời nhanh hơn. Nhiệt độ của thiết bị này chỉ có thể tăng từ từ mà thôi. Nếu như muốn nó tăng nhanh hơn thì cách duy nhất đó chính là làm nó nổ tung. Nhưng làm cách nào cho nó nổ đây ông chủ? Thì Bạch Tôn, ngươi cùng với một con robot của ta đem cái này xuống dưới đường hầm bí mật đi. Sau đó rồi để cho nó kế bên cái máy tăng nhiệt độ, rồi chung điều khiển bật nó lên. Nhớ phải chạy ra khỏi đường hầm càng nhanh càng tốt. Ngọn lửa đó sẽ nổ tung, và rồi cái thằng nhóc Via kia nó cũng sẽ tiêu đời luôn. Im đi ơi, để đó tôi đi trước cho. Cậu theo tôi ha. Bia! Bia ơi! Bia! Sao cậu lại vào đây được vậy? Ra nhanh đi! Lối ra vừa mới bị chặn lại mất tiêu rồi Bia ơi! Cậu ở lại đây quan sát xung quanh nha. Tôi đi đào tiếp đây. Ủa? Bia à, nhanh đi! Nhiệt độ đang tăng dần lên đó. Cây kim đang chỉ dần đến mức nguy hiểm rồi. Hôm nay không ai còn cứu được Via nữa rồi. Vĩnh biệt ngăn cân. Bye bye. Cậu đâu rồi hả Via? Cậu thoát ra bằng đường nào hay vậy? À, tôi cũng không biết gì luôn. Cậu đi mà hỏi ngọn núi lửa kia kìa. Bia à, mau ra khỏi đó đi con. Chúng ta không thể làm gì được nữa đâu. Cây kim đã chạm mất tới nguy hiểm rồi. Không được đâu ông nội, con vẫn chưa thể ra khỏi đây được. Nếu ngọn núi này mà bị nổ tung thì toàn bộ phố sách gan sẽ bị tàn phá sạch đó. Con cần phải cố gắng đến giây phút cuối cùng mới thôi. Robot bật. Trang phục robot bật. Chuột. Ông nội ơi, nhiệm vụ thành công tốt đẹp. Ông có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Không, chuyện này không thể xảy ra được. Kế hoạch của ta hoàn hảo tới như vậy mà. Lần tới ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tôi chắc chắn đường hầm này sẽ dẫn xuống bên dưới ngọn núi lửa đó. Ai
Vậy là máy tăng nhiệt độ tắt rồi. Ừ, tất cả mọi chuyện đã ổn rồi. Đi thôi.